Hakim ZX M20T thi đấu tốt vị trí M, vị trí RW, trí xe M và RW đều có chỉ số chung là 97, mức lương 20, chiều cao 1m81, cân nặng 65 kg, thể hình nhỏ, chân thuận trái, quốc tịch Maroc, 5 sao kỹ thuật. Số gốc bao gồm kinh tế, chuyền dài, sút xa, kín đạo, sút và tạt má ngoài, qua người. Ở vị trí cam thì anh mạnh nhất ở khả năng khéo léo và rời bóng. RW thì cũng như vậy. Tốc độ tương đối tốt. Tăng tốc là 99 và tốc độ là 99. Và kiểm tra xem là thăng bằng 97, khéo léo 104. Đây là một cầu thủ rất kỹ thuật, thể lực 94 và khả năng bình tĩnh tương đối tốt. Ngoài ra chúng ta kiểm tra sức mạnh của anh. Sức mạnh là 72. Vậy đây là một cầu thủ mà không nên dùng để tông hút. ZX nổi tiếng về khả năng dê dắt bóng, kỹ thuật, khả năng dứt điểm và đánh hơi bàn thắng rất nhạy bén. Anh có thể ghi bàn bằng chân hoặc bằng đầu. Ta sẽ revive GX ở một vị trí mà khác với CM, đó là RW, vị trí anh thi đấu rất tốt. Và vị trí này thì các bạn nên để sau. Đột phá, trợ phòng ngự cơ bản, chặn thông tấn ra vòng cấm, chọc khe, công 3 và thủ 1. Có một điều rất thú vị, đó chính là ZX cầu thủ đã từng thi đấu cho câu lạc bộ SC Heerenveen, một câu lạc bộ mà cầu thủ ngôi sao Đoàn Văn Hậu của chúng ta đang thi đấu. Trận đấu này thì Jack đã xuống phong độ. Tuy nhiên ta vẫn review để thấy được những phẩm chất tốt nhất của Jack. Hakim Jack, cầu thủ đã lọt vào danh sách 20 cầu thủ hay nhất mùa giải 2018-2019 khi đã ghi rất nhiều những bàn thắng quan trọng giúp câu lạc bộ Ajax Amsterdam vượt qua vòng sơ loại thứ hai Champions League, và như vòng bảng cũng như ở những trận tứ kết hay bán kết gặp Madrid và Tottenham thì Ajax đều ghi bàn và đóng góp những đường chuyền kiến tạo quan trọng. Thật sự phong độ vừa giải vừa rồi của anh là tương đối ấn tượng. Tốc độ Ajax là rất tốt. Với khả năng sút và tạt má ngoài thì ZX rất lợi hại trong những đường căng ngang hoặc chọc khe của mình. Cú vẫy má ngoài rất điệu nghệ bằng chân thuận. Đó là một điều rất đáng để chúng ta trải nghiệm ở ZX. Tuy quốc tịch Maroc nhưng ở thời chọn thì Jack hoàn toàn có thể lựa chọn thi đấu cho Hà Lan vào năm 2018 thì khi Maroc tham dự cúp. Jack đã quyết định đầu quân cho đội tuyển Maroc và anh có mặt trong danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Maroc. Akin Jack nổi tiếng nhờ kỹ thuật khéo léo, nhanh nhẹn, khả năng tăng tốc. Thuật 5 sao giúp anh được thực hiện được những rất tuyệt vời. Khả năng đột phá là một trong những
ở trường của gì anh. Anh có kỹ thuật tốt. Anh ở vòng bước 1 cực kỳ ấn tượng. Khả năng sẽ dắt bóng bám trần. Khi dứt điểm thì TX có thể xoáy xa với lực đi bóng đi căng và tương đối hiểm. Với sự mất máu trong thời gian vừa qua thì có đang đang quyết tâm cách với những màn trình diễn ấn trong mùa giải vừa qua thì cách đang là một trong những chọn lớn ở trong. Ba này rất lợi hại trong những tạo hay và rất điểm. Ở phong độ thấp thì đấy chắc chắn sẽ không thể tất cả những phần. Tuy nhiên sau những trận đấu tôi đã trải nghiệm GX thì cầu thủ này rất phù hợp lối chơi tấn công tốc độ nhanh và đặc biệt là rất đánh hơi bàn thắng tạo cơ độ kỹ thuật tố giúp cách nói khi cầm GX thì các bạn có thể phá tem của đội bạn tăng kỹ thuật 5 tốc độ nhạy bén tấn công ngoài kỹ năng tuyệt vời còn có khả năng qua người rất rất léo. Anh là mẫu tinh tế giàu phẩm chất kỹ thuật và có khả năng qua người. Đây chắc chắn là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Để sở hữu tất cả những phẩm chất hay nhất của một tiền vệ tấn công, cầu thủ tiền đạo cánh. Vì Maroc không phải là một cường quốc bóng đá, tuy nhiên việc sở hữu Hakim đã giúp nền bóng đá đội tuyển quốc gia Maroc đối phát triển. Minh chứng là việc họ tham dự ở châu Phi thì các cầu thủ Maroc thì lối chơi giàu sức mạnh và tốc độ. Hakim Ziyech là một cầu thủ không giàu sức mạnh nhưng tốc độ và kỹ thuật thì cực kỳ giàu, dồi dào. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Ta đang chạm trán với một đối thủ có lối chơi cắt.
độ rất nhanh, tốc tuyệt vời. Có thể cho dưới anh tiếp cận thành tốt hơn trải nghiệm. Thằng đấu solo nỗ lực. Vậy là mạnh của GX là khả năng cầm bóng và dè dắt tốc độ với đạo hồng phòng ngự các bạn. Dứt điểm bóng không quá căng mà trong những tình huống ở trong vòng cấm địa thì cách lại là một cầu thủ dứt điểm rất lợi hại. Mạnh thấp cách sông sông vai với những hậu vệ của bạn là một lỗi không nên làm. Ta có thể lợi độ kỹ thuật của anh. Ta sẽ chấm cho gì x 8 trên trong những tiền vệ tấn công tương đối hay.